mình fill xuống, copy xuống đến OF10, từ OF4 đến F11 đấy thì nó vẫn đúng, nhưng mà mình vẫn sử dụng cái địa chỉ hỗn hợp. Đấy thì mình chỉ địa chỉ hỗn hợp thì mình chỉ có thể là cố định một thứ thôi chứ không thể dùng cố định hai thứ được, đúng không? Thì ở đây em thấy một số thầy cô mình chat là mình sẽ cố định một, thầy cô số cố định cột B, một thầy cô thì cố định của hàng 15. Ở đây mình cố định cột B hay hàng 15. Khi mình kéo thì mình đang hiểu là mình kéo theo cột thì cột không đổi, đúng không? Thì mình chỉ cần cố định hàng thôi, đúng không ạ? Cố định hàng thôi. Mình kéo theo cột mà, mình sẽ fill cái công thức này theo cột mà, đúng chưa? Chỗ này này thì hàng mình không được đổi, bởi vì nếu mà mình phải cố định hàng 15 lại, nó không được chạy xuống hàng 16. Còn E4 sẽ được chạy xuống E5, chạy xuống E6 cho đến hết, đúng chưa ạ? Thì đây mới là dùng địa chỉ mix reference. Đấy. Câu này nhá. Cột không đổi thì mình không cần cố định, mình chỉ cần cố định hàng thôi. Đấy. Em đang chọn là chế độ testing. Đấy, cái câu đấy nhá thầy cô nhá, mình lưu ý, mặc dù cái câu công thức mình với mình thấy là đúng, nhưng mà thì người ta yêu cầu là dùng cái tham chiếu nào thì mình phải sử dụng cho đúng á, thì mình mới được điểm. Ở đây là họ đang muốn kiểm tra mình hiểu cái tham chiếu tuyệt đối, tương đối và hỗn hợp như thế nào. Đấy, với cùng một cái công thức thôi, nhưng mà mình có thể sử dụng địa chỉ tương đối, tuyệt đối hay là hỗn hợp, được không ạ? Đấy là mình phải lưu ý trong bài thi đấy ạ. Cái cố định E4 là không cần thiết, nhưng mà B15 là bắt buộc. Cái dòng 15 ấy, ở cái địa chỉ đầu tiên là bắt buộc. Tiếp theo này. Đối với địa chỉ tương đối, mình thử làm cái bài tập đầu tiên này xem nhé. Địa chỉ, các loại địa chỉ ấy. Bài này. Tạo một cái công thức tại ô B2 để sao chép công thức đến các ô khác trong cái vùng dữ liệu từ B2 đến K11. Hoàn thành cái bảng nhân từ 1 cho đến 10, sử dụng địa chỉ đây mix referencing, đảm bảo rằng cái công thức sẽ đúng khi mà mình copy. Bài 41. Đây bài này. Bài này thì mình sẽ phải điền cái vùng dữ liệu của mình là bên trong này. Nói về cô mình xem cái câu hỏi này thì mình sẽ làm bài này như nào. Bảng nhân của các số từ 1 đến 10 này. Còn lưu ý người ta đang yêu cầu mình dùng địa chỉ hỗn hợp. Thì công thức ở trong đúng không? Từ B2 đến, mình sẽ phải hóc ở B2 và mình điền hết BK11. Nghĩa là B2 là cái vùng mà em đang bôi màu đây. Đến K11 là cái ô này. Nghĩa là mình phải fill cái công thức cho mình để tính cái giá trị ở trong cái bảng này. Mình hiểu câu hỏi này như nào. Đây, cô chat công thức lên em xem này. Mình sẽ cố định, cần cố định ấy thôi cô ạ, chỉ cần cố định dòng ạ. Cột A mà hàng 1 đúng không? Ví dụ cái đầu tiên đấy chính là công thức của B đô la 1, sao của A2 nhân với A2 à? Đô la A2. Đô la A2. Đây à? Cái này phải cố định hàng 1 chứ đúng không? B đô la 1. Đây đúng không? Vâng. Cố định là cố định hàng và cố định cột. Đúng rồi, cố định hàng 1 bởi vì lúc nào chẳng nhân với cái hàng 1 đúng không? Còn cột đô A A2 nhân với cả B đô la 1. Đô la A2 đúng không? Là công thức với B đô la 1. Vâng. Bởi vì mình luôn luôn nhân với hàng 1 và cột A thì mình phải cố định hàng 1 và cột A. Đúng chưa? Còn những cái khác thì thả nó ra để cho chạy. Đúng rồi ạ. Thì đây là địa chỉ mix reference đúng không? Đấy. Đây à? Ok, đúng không? Thực ra thì công thức mình phải hiểu người ta đang hỏi gì đúng không? Ví dụ câu này thì như nào? Câu thứ 2. Mình sẽ nhìn thấy đấy đang yêu cầu mình phải sử dụng tham chiếu tuyệt đối. Absolute reference. Đây này. Ở OB cell category này. Tại ô C7 đúng không? C7 về C7 này. Đây. Tại ô này làm gì ạ? Tính tổng cho cái canvas using sử dụng cái địa chỉ tuyệt đối để copy công thức. Để copy công thức từ ô D7 sao cho nó trả về kết quả giống kết quả cùng kết quả. D7 lệch sang một ô. Đây đúng không? Bên cạnh. Bây giờ mình phải tính cái này đã, xong rồi mình copy sang đây. Đúng không? Đúng rồi. Mình phải tính tổng cái này này. Tính tổng dùng địa chỉ tuyệt đối. Vậy thì sẽ là tuyệt đối gộp bằng này, bằng gì nào? Đô la xăm. Xăm của C. C2 Kéo xuống đến tuyệt đối cột của F4. F4 này à? Vâng. Bỏ cái tuyệt đối. Đúng rồi bác. Tại vì nếu mà lúc sau mà có sang cái cột B7 bên kia phải dùng cả thế thì mới được, nhưng không sẽ dịch chuyển. Đúng rồi. Kết quả. Chính xác. Đây này. Câu này á là bắt dùng địa chỉ tuyệt đối và copy công thức đấy để nó không ảnh hưởng gì đến kết quả, nghĩa là có giống kết quả của cái ô này thì phải nó giống như là bình thường chứ không có, tức là không có cái gì phải nghĩ cái chỗ này ạ. Bình thường mình tính xăm, bình thường thì mình xăm cái này thôi, cần gì tuyệt đối căn bản nó bắt tuyệt đối, đang nói tuyệt đối là để chuyển sang ạ. Đúng rồi. Sao nó không thay đổi ạ? Ý câu này là cái tính tổng với từ OC7 sang OD7, kết quả hai người giống nhau. Đúng rồi, giống nhau. Thì chỗ này buộc phải tuyệt đối đúng không? Còn bình thường thì mình không cần phải tuyệt đối. Mình chỉ cần C2 đến C6 là xong thôi. Nhưng mà cái ý là đề bài tôi bắt mình copy sang cái ô này là kết quả phải giống cái ô này, cho nên là phải tuyệt đối vào. Và cụ thể đây thì ta cũng yêu cầu là tuyệt đối. Còn nếu nó không có cái này nhá, thì khi mà copy sang đây thì mình vẫn phải dùng tuyệt đối, thì mình mới mình fill sang đây thì nó mới vẫn giữ nguyên kết quả được đúng không? Hoặc là mình nếu mà dùng hỗn hợp thì như nào? Nếu giả sử câu này dùng hỗn hợp được không? Copy sang nó có bị lỗi không? Hỗn hợp thì sẽ thử chỉ cố định cột thôi. Đây. Cố định C thôi nhỉ? Vâng. Nghĩa là chỗ này chỉ cần cố định C thôi này. Đúng không? Thì khi copy lên đây thì mình copy theo hàng. Thì cột không đổi. À, cột thay đổi thôi, hàng không đổi đúng không? Yeah. Nếu có giả sử câu này nhá, mà người ta đổi là địa chỉ hỗn hợp nhá, thì mình nghĩ là mình phải cố định cột C thì để khi copy sang đây thì mình fill cho hàng đúng không? Thì hàng không đổi, chỉ có thay đổi cột bị thay đổi thôi, nhưng mà mình đã cố định cột rồi thì nó sẽ không thay đổi, đúng không? Lấy giá trị ở cái ô này đúng không? Đó. Đấy, chỗ này mà dùng người ta yêu cầu mix reference thì là mình sẽ phải cố định hỗn hợp chứ không thể tuyệt đối được. Thì lúc đấy mình cố định C thôi. Ok. Này, phải đọc kỹ đề bài. Chính xác, phải đọc kỹ. Đấy, ví dụ như cái câu để ở cái câu mà mình vừa làm trên phần mềm ấy là mình phải đọc kỹ đấy. Mình không đọc kỹ là mình sẽ bị sai ngay, mặc dù công thức của mình kết quả đúng, công thức của mình là nhưng người ta lại đúng, nhưng yêu cầu lại là dùng loại địa chỉ nào. Đấy. Thì mình phải dùng cho chính xác. Câu này mà người ta đổi lại là mix chẳng hạn, đúng không? Thì mình lại phải đổi lại địa chỉ. Mặc dù là kết quả của mình vẫn như thế, nhưng mà mình dùng địa chỉ sai là cái câu đấy mình cũng bị sai. Giống như là mình dùng hàm nối sâu ấy. Nếu người ta bắt mình xử trên câu hỏi mà yêu cầu use function hay là use formula thì bắt buộc mình phải dùng hàm. Mình có thể nối bằng ký hiệu đô la, ký hiệu và ở trên bàn phím cũng có thể nối hai sâu được với nhau đúng không? Đấy. Nhưng mà người ta lại yêu cầu mình dùng hàm cơ, thì mình buộc phải dùng hàm concat. Em hỏi thêm, nếu câu này mà nó không dùng hàm sum mà tính tổng từng cái ô đấy cũng là đúng không? Đúng rồi, câu này cũng không bắt mình phải use function. Cô ơi cho em hỏi. Vâng. Chẳng hạn cái OD thì em cứ đặt dấu bằng để em tính tổng của cái OC đấy, thì nó có công nhận không cô? Tính tổng OC á? Vâng. Thì em vẫn đặt D bằng sum của C2 đến C6 đấy, thì thế nào? Không được, nó phải bắt là copy công thức mà. À, vâng. Em thưa cô cho em hỏi là nếu trong trường hợp mà đề bài nó không hỏi rõ ra phải dùng mix hay là absolute ấy, thì học sinh nó cứ mặc định dùng địa chỉ tuyệt đối có được không, hay là vẫn cứ phải ngồi nghĩ là không bắt thì thôi, mình dùng cái nào cũng được mà. năng câu này đúng như thế là nó sẽ bắt. Thường nếu như mà nó yêu cầu cụ thể mình phải dùng đúng. Còn nếu như không yêu cầu cụ thể thì mình dùng cái nào cũng được, miễn cái đấy là họ chỉ kiểm tra kết quả thôi. Họ không kiểm tra cái địa chỉ, cái hàng mà mình đang dùng là cái gì. Đấy. Nguyệt ạ. Vừa xong Nguyệt hỏi không Nguyệt? Vâng, đúng rồi ạ. Chị nhận ra giọng em. Rồi, câu sau nhá. Câu này mình sẽ nhìn thấy cái này. Keyword này là relative này, reference này. Được chưa? Là mình vẫn phải dùng địa chỉ tương đối này. Mặc dù có thể mình cũng dùng các loại địa chỉ khác được nhá, nhưng mà chỗ này dùng địa chỉ tương đối nhá. Chỗ này là tính tổng. Cái này cũng dùng tính tổng thôi đúng không? Nhưng dùng địa chỉ tương đối. In CLD 17. D17, trong ô D17 này, D24, D28. Tính tổng bán hàng của mỗi mục, mỗi danh mục đó xem. À đây. Sử dụng địa chỉ tương đối. Câu này như nào? Tính bình thường cho mỗi mục. Trong D17, D24. Đây, cái category là cái này nhé. Category là cái này. Là tên các sản phẩm. Là tên các cái đầu mục. Category. Thì mình xăm bình thường thôi nhỉ. Xăm bình thường của cái này thôi. Không có gì. Tương tự như thế với các ô còn lại nhé, với các cái mục còn lại nhé, ba cái này, hai cái này. Câu này thì là đấy, ví dụ như là cái câu trên thì cũng là xăm cái ô cái này nhưng mà dùng địa chỉ tuyệt đối, cái này cũng xăm các cái mục này nhưng mà mình dùng địa chỉ tương đối, đúng không nhỉ? Rồi đến câu này xem nào. Câu này có gì không? Là câu này thì lại bảo là simplest method, bằng cách đơn giản nhất để tạo một cái công thức create a formula to turn, trả về cái tổng bán hàng của bốn cái mục từ ô D29. D29 là cái ô này. Cho ba cái cộng với nhau. Con này cộng nhau, cộng bình thường nó không dùng hàng. Được không ạ? Đấy, con này không bắt dùng hàng. Bằng luôn ba thằng đúng không? Các cái mục total cộng với nhau. Được chưa? Đấy, bốn cái category của bốn cái total ấy. Bốn cái total này, 1 2 đấy 3 4. Bốn cái total đấy cộng vào để ra cái grand này, cái tổng chung của các mục đây, grand total. Cộng bình thường thôi, cộng địa chỉ bình thường. Dùng phép cộng bình thường. Đấy. Simplest method. Được chưa ạ? Đấy, với cái bài 19 này thì hàm dễ. Nhưng mà phải đọc kỹ để ý một chút. Nếu không lại nhầm lẫn. Hàm không hề có một hàm, các hàm thống kê một chút nào. Mà thực ra học sinh... nếu mà thi bản 19 thì Excel lại dễ hơn bản 16. Nhưng mà về kiến thức thì học bản 16 thì nó nhiều hàm hay hơn. Ôi trời ơi. Lần này em bảo giỏi 16. Lần đầu tiên. Mình thử xem câu làm tiếp theo của câu này để chọn làm gì. 42 nhé. Ở trong này không, ở trong phần objective này thì không thấy đề cập đến hàm lồng, nhưng mà mình lưu ý trong geometric cũng sẽ có hàm lồng nhau nhé, hàm lồng nhau kết hợp hàm ký số với hàm chữ, nhưng mà nó cũng chỉ ở mức đơn giản thôi, yên tâm thôi, cô cũng không quá lo lắng. Trong ô A18 này tạo một công thức để trả về số ô rỗng, đúng không? Trống. Nghĩa là mình phải dùng hàm gì đây? Cao. 3 dạng cao đúng không? Cao blank này, cao và hàm cao A thì đều sẽ hỏi trong bài thi này. Ở trong 2016 thì chỉ hỏi hàm cao, cao ít. Cao blank ô A18 à? Đây luôn rồi luôn, ô này luôn. Không phải, 5 empty, 5 empty. À, không trống, sorry. Không trống đi chứ. 5 empty là ô không trống của name season là cái này đúng không? Vậy là câu ấy. Câu A. Cái season của mình là kiểu chữ đúng không? Dùng câu A. Quét thôi. Đây, từ 2 cho đến 17 là 16. 5 empty. D7 à D5 tạo một công thức để trả về giá trị trung bình. Dễ rồi nhỉ. Câu này dùng average thôi đúng không ạ? Đói. Đã lắm. Tiếp. Câu này dễ rồi nhá. Câu 3D9. Duy chọn đúng rồi đúng không ạ? Đây trong này có để sẵn cho mình cái các cái ô giá trị mình cần điền để tính hàm mắc. Còn D13 là hàm min rồi, dễ rồi. Max min. Return average. Không có gì đặc biệt đúng không? Return average name cell trả về cái trung bình của cái cột cell đây, của cái cột này. Không có gì. Câu hàm if thì cũng hiển ít đơn thôi. Hiển thị cái chữ này nếu như D5 lớn hơn G2 ngược lại thì để trống. À đấy. Cái câu này hay hỏi trong bài thi lắm này. Câu này dễ rồi đúng không? Chỗ đấy chỉ hai cái ít thôi. Một ít thôi chứ, còn gì hai? Bởi vì chỗ kia là vâng ạ, cái giá trị trả lại là để trống ạ. Giá trị thứ nhất nếu mà như thế kia thì trả lại excellent. Bây giờ mình về F5 lại thì để blank. F5 đây đúng không? Bằng này. Ít này. Nếu D D5 mình chưa tính. Vâng. D5 lúc nãy là bắt tính trung bình hay sao ấy. D5 mà lớn hơn G2. G2 mình chưa tính. Thì chỗ này là cái excellent sale season. Phải mở đồng nhé đúng không ạ? Lại để rỗng. Vâng. Tại vì mình chưa có giá trị. Đã. Câu đấy bỏ qua đấy. Nó đang bị thừa cái dấu máy. cũng đang bị thừa đồng nháy thôi. Tức là cái ô của cô đang bị merger. Đây, ra một lỗi gì? Chắc là lúc em copy cái cái này lên này, nó là lấy cái dấu nháy của cái văn bản này. Nếu D5 mà lớn hơn đúng không? T2, bây giờ mình cho nhỏ hơn đi. Đấy, thì nó trống đúng không? Đúng chưa? Đúng rồi, câu này bỏ qua. Bốn ba là làm về hàm nhé, hàm văn bản này. Cái kiểu trong bài thi nó cũng rất hay hỏi cái last name với cả first name, cái kiểu như này, lấy ký tự đầu tiên của tên đấy. Nó cho một đây, mình làm luôn cái bài 3 này, cho mình một cái danh sách, sau đấy thì bắt mình lấy ký tự đầu tiên, hoặc là xong đấy lồng nhé, ký tự đầu tiên của last name chẳng hạn, sau đấy thì viết hoa cái ký tự đấy lên, nghĩa là mình sẽ lồng hai hàm đấy, mình sẽ lồng hàm left và hàm upper. Câu này này. Đầu chị vẫn đang sạch ấy. By column là mai chị mới đi chấm tóc. Ở cái cột file by là cột này đúng không? Cột file by này hiển thị cái hai ký tự đầu tiên trong last name của tác giả. Last name là cái này. Cái này dùng hàm left đúng không? Left của C2 phải hai ký tự. In by column nghĩa là mình phải fill đúng không ạ? Lưu ý là trong cái các cái câu hỏi này nhé, nếu như mà đề bài yêu cầu là trong cái ô dữ liệu thì mình chỉ làm trên một ô đấy thôi, còn nếu như mà bắt làm trên cả một cái cột là mình phải fill, thì phải view toàn bộ. Đấy thì chỗ này học sinh của mình cũng hay nhầm. Nghĩa là nó cứ quen là để chèn công thức ra là phải fill hết tất cả các ô. Nhưng mà rằng người ta chỉ yêu cầu là trên cái ô này thôi, thì chỉ cần làm trên cái ô đấy thôi, chứ không cần phải fill hết ra. Câu đấy người ta không yêu cầu mình fill. Đấy thì mình phải làm cho chính xác tại cái địa chỉ ô đấy. Câu này là gì ạ? Thế nếu mình làm thừa thì có được tính điểm không? Nếu mình cứ kéo thừa. Kéo thừa là sai đấy ạ. In Author ID column là cái ô này. Sử dụng function để lấy 4 ký tự ở giữa của account ID là dùng hàm gì? Middle. Hàm mid. Hàm lấy ký tự bất kỳ đúng không? Mid này. Mid của text. Account ID thế này. Rồi, cái gì nữa nào? Make cái text này start number là bắt đầu từ vị trí từ. Đây họ bắt là gì? 3 cái số đúng không? Display 4 ký tự. 4 triệu. Là từ thứ tự bao nhiêu nhỉ? 5. Tính. Bắt đầu từ 5 đúng không? Vậy là từ cái S phải là 5, bởi vì có một cái dấu gạch. Lấy 4 ký tự. Đúng chưa? Bắt đầu từ vị trí thứ 5 là start number, lấy number cha là 4. Câu này cũng bắt fill đúng không ạ? Đây ví dụ như là nói cái câu này là dùng hàm led này, nhưng mà để sẽ yêu cầu mình là ở đây là đang là chữ hoa rồi nhá. Đây là chữ hoa rồi. Giả sử để yêu cầu là mình sẽ là viết hoa hết. Đây là hoa đầu ký tự. Mình phải viết lấy cái 2 ký tự đầu tiên của cái author last và phải viết hoa hết. Thì lúc này hoặc là trong trường hợp cái đề người ta đã có sẵn hàm rồi, học sinh sẽ lúng túng chỗ này. Đề người ta đã cho sẵn hàm led trên này rồi và yêu cầu là viết hoa cho cái cột file by, được chưa? Thì lúc này đơn giản là mình chỉ có upper ở đây là xong nhé. Upper ở đây là xong, được chưa? Đấy thì nó sẽ có cái dạng lồng hàm kiểu như thế này. Thì mình cứ đưa ra một số những cái bài tập kiểu như thế để học sinh nó không bỡ ngỡ khi mà làm bài thi ấy. Nhưng không là các bạn ý không biết đâu, lại đi xóa hàm led đi, xong rồi thay bằng hàm upper kiểu như vậy. Đấy. Vì đọc đề là chữ vì tiếng Anh mà, nên là nhiều bạn cũng không tốt lắm, nên là đôi khi là sẽ dẫn đến cái hiểu sai cái ý của đề bài, nên là làm cũng sẽ bị sai. Đấy, nó sẽ có cái dạng kiểu như này nữa nhé. Nên có hàm sẵn rồi. Đấy. Hoặc là kết hợp lồng hàm kiểu như này. Câu cuối, câu này là gì? Câu này hơi dài. Thì đối với cái hàm nối sâu ấy, bao giờ nó sẽ có, bao giờ phía sau của cái câu hỏi bao giờ nó cũng sẽ có cái ví dụ minh họa, example. Thì khi em dạy học sinh thì em hay nhắc các bạn ấy là có thể đọc không dịch ra được rõ, nhưng mà cứ nhìn cái phần ví dụ ấy, cái example ấy, đấy, bao giờ cái riêng cái câu hỏi về concept ban đầu nó cũng sẽ cho ví dụ, thì mình có thể suy ra được nó bắt nối cái này với cái này, nhưng mà bao giờ giữa cái ô trước với ô sau, dữ liệu cột trước với cột sau nó cũng sẽ có một cái dấu phân chia. Nó có thể là dấu phẩy, nó có thể dấu gạch ngang, nó có thể là dấu chấm, được không ạ? Đấy thì đôi khi mình sẽ không dịch được là người ta đang yêu cầu cái dấu gì ở giữa đấy, hoặc là dấu cách. Thì mình cứ nhìn cái phần ví dụ ấy. Đấy, bao giờ nó cũng sẽ có đằng sau của cái câu hỏi đấy là ví dụ. thì mình nhìn thấy là mình dễ đoán được ở trước cái đấy, dấu nối giữa hai cái phần mà người ta đang muốn nối mình là cái dấu gì. Đấy, thì cái câu này mình có thể lưu ý cái đấy, bắt ghi cho học sinh cái đấy để nó các bạn ý thấy cái câu này không, nó sẽ có thể làm dễ dàng cái câu này được. Ví dụ như là đây, với cái câu này thì người ta đã cho form sẵn rồi, tạo một công thức in biography column là cái cột này đúng không? Cứ nhìn thấy create formula là cái nhắm mắt phải bằng đã, chắc chắn nó bắt dùng hàm rồi. Display hiển thị, mình phải xây dựng một công thức để hiển thị cái book title này, author first, last, author last, publisher và public date đúng không ạ? Đây người ta cho form này, cái đằng sau cái mà mình họ yêu cầu cái định dạng đây, ví dụ cho mình đây rồi, câu này mình là người ta cho định dạng như này, mình phải làm theo hệt như này luôn. Đầu tiên là Microsoft 2019 thì nó chính là cái book title đúng không, tiêu đề của cuốn sách này. Đấy, câu này mình dùng hàm concat. Trong bảng 2019 là họ sẽ trong cái mục tiêu ấy, objective là họ yêu cầu mình dùng hàm concat nối này, hàm nối concat cái gì, concat cái book title đúng chưa, là mình đến đâu ạ, đến by step tiếp theo đến author first, tiếp theo đến author first này, thì ngăn cách giữa cái phần này với author first là cái gì, là by đúng không, đây này là cái chỗ này, này. Đúng rồi, cách này, xong by này, xong lại cách này đúng không, chỗ này mình đến mình phải thêm một từ by bên ngoài, thêm một cái chuỗi chứ có từ by đúng không, chuỗi thì mình phải cho vào mình kép nhé, mình kép này, cách này by xong lại cách tiếp đúng không? Đúng rồi, lại cách tiếp xong rồi đến B2. Đến như này. B2. Đến auto first. Xong lại tiếp một cái chuỗi cách nữa. Phải này, lại phải cách đúng không? Xong rồi mình đến C2. B2. Cái chỗ này thì mình cứ để nó trở lên đây, mình nó đừng để lại mình nó đúng không? Quá dài mà. Đấy, cái phần mình chung mình đôi khi học sinh cũng muốn cao lúng cuống ở chỗ này, không thể tích trượt ở đây thì tốt nhất là cứ để trượt lên không là đang lộ tiếp này. Là đến cái chỗ này rồi đúng không? Còn không có words public, đến author last rồi đến publisher là cái này là Microsoft Press, thì mình sẽ phải thêm từ words public by đúng không? Nhưng mà nhớ cách các cái dấu cách giữa các cái đối tượng ra, mình phải cách đã này, words, xong đấy cách này, author public. Cái này phải bắt buộc phải gọi từ chính tả nha. Bài chính tả thì là sao? Mặc dù có thể là mình bằng phân biệt cả chữ hoa cũng thường đấy nhé. Cách này, như là Microsoft Line này, xong đến Microsoft Press là public rồi. Đấy này. Xong đến cái này đến đây rồi, xong đến in 2018, sau cuối cùng là public date, đến public date thì đang bị thiếu không? In cách này, cách in phải 2018 đúng chưa? có một cái mở ngoặc ở đây là include là kết thúc. Cái câu đấy cũng là phải gồm bao gồm cái phần kết thúc đấy là dấu chấm. Vậy cũng này phải thiếu một cái dấu chấm. Phẩy cái này. Vậy, đúng chưa ạ? Check lại đúng nhá. Không bị cái nào dính vào nhau. Và đủ thông tin. Đủ thông tin rồi thì mình mới fill cái cột này. Câu này mất thời gian hết. Đây là hàm join nhé. Mình hàm nối các cái văn bản. Thì ở đây là bắt buộc phải dùng hàm, là mình phải dùng hàm chứ mình không thể dùng cả ký hiệu nối được. Đấy là hết về hàm rồi đấy ạ. Mình sang phần cuối cùng là phần chart. Làm việc với biểu đồ. Cái phần biểu đồ này thì đối với nếu mà thầy cô nào mà đã dạy 2016 rồi thì cũng thế, không có gì thay đổi mà nó vẫn hỏi những cái câu hỏi đối với giống như 2016, không có gì mới cả. Em lấy một cái dữ liệu. Cái câu hỏi bây giờ vẫn có thể câu hỏi về cái objective nhỉ. Cô lấy trong cái đường link em gửi đấy nhé. Rồi, về biểu đồ thì insert một cái chart này. Khi mà chọn chart thì theo đề bài yêu cầu cái loại chart gì, đúng không? Thì nó sẽ có tương ứng các cái giả sử mình đang muốn mình đang muốn vẽ biểu đồ doanh thu của các năm 2019 đến 2012 của 3 thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng với cái dữ liệu ở trong cái bảng doanh thu này. Thì đầu tiên để vẽ biểu đồ tôi sẽ phải chọn các cái câu hỏi về biểu đồ ấy. Thì nó có thể xuôi ngược là gì? Một là vẽ một biểu đồ dựa trên bảng dữ liệu đã có trên một cái sheet nào đó, ví dụ như này, hoặc là từ cái biểu đồ đã có rồi mình sẽ phải chỉnh sửa lại cái biểu đồ đấy theo cái dữ liệu mà đề bài yêu cầu. Ví dụ như là nó đã có sẵn các cái một cái biểu đồ biểu diễn 4 năm nay rồi, thì bây giờ người ta chỉ muốn biểu diễn 2 năm thôi, là năm 09 với năm 12 thôi chẳng hạn thế. Đấy, điều chỉnh rồi là chèn các cái thành phần của biểu đồ. Đấy, thì tất cả những cái câu hỏi ở trên thẻ chat tool ấy là đều được hỏi trong phần biểu đồ hết. Để chèn một biểu đồ thì bao giờ mình cũng phải mình chọn cái dữ liệu, vùng dữ liệu cần vẽ. Sau đó thì insert một cái chart này. Thường thì trong bài thi cũng chỉ hỏi những cái biểu đồ ở dạng cơ bản, đấy là biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ bar và biểu đồ pie chart thôi. Đấy, mình có thể mở rộng cái cửa sổ biểu đồ ra và vào ô chart, chúng ta sẽ thấy các loại biểu đồ khác nhau. Đây, column này, column là sử dụng nhiều nhất, line này, pie này, bar chart, 4 cái loại biểu đồ này sẽ được hỏi. Mình sẽ chọn mỗi một cái biểu đồ sẽ có tên ở đây, mình sẽ chỉ con trỏ và nên sẽ ra tên. Ok này. Thì mình sẽ đang vẽ biểu đồ biểu diễn dữ liệu cho 4 năm qua các thành phố, đúng không ạ? Khi mà mình soạn vẽ ra cái biểu đồ này, mình sẽ nhìn thấy ở trên cái thẻ ngữ cảnh sẽ xuất hiện chart tool. Nó có hai thẻ là chart design và chart format, thì chủ yếu sẽ hỏi về chart design. Ở trang này thì tất cả những cái thuộc tính này đều được hỏi hết, đúng không ạ? Từ cái style, color này, layout, đổi trên thay đổi kiểu và move chart. Đó. Thì với mỗi một cái mỗi một biểu đồ thì một trong những cái câu hỏi mà hay được hỏi đấy là chỉnh cái dữ liệu của biểu đồ, thì cái này học sinh hơi lúng túng. Còn lại những cái tùy chọn khác, ví dụ như là chọn layout, một cái bố cục khác này, nó rất là rõ ràng clear ở trên này rồi, layout có tên rồi. Đấy, hoặc là màu, màu nó cũng có các cái palette màu đấy rồi, các bạn ý chọn rất là dễ. Đấy, tương tự như thế mình sẽ có các cái chuyển đổi các cái style, nó cũng có tên đó. Còn cái select data thì đôi khi là các bạn ý hơi lúng túng một chút. Đấy là gì? Nó có những cái dạng mà chuyển đổi dữ liệu của biểu đồ như sau này. Có thể cái bài của mình là họ yêu cầu vẽ một cái biểu đồ như này. Nhưng mà khi hiển thị thì người ta chỉ muốn hiển thị hai thành phố, hoặc là hai thành phố là Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng, hoặc là chỉ hiển thị biểu diễn năm 09, năm 10 và năm 11 thôi, không biểu diễn năm 12, ví dụ thế. Đấy, thì mình sẽ giải quyết cái câu hỏi đấy như thế nào. Thứ nhất là bây giờ tôi sẽ phải vào cái cửa sổ Select Data này. Nếu như mình chỉ muốn biểu diễn Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng hoặc là Hà Nội, thì trong này mình chỉ cần bỏ tích đi. Bởi vì cái vùng dữ liệu lúc đầu mình chọn ấy, nó đã bao hàm hết cái đấy rồi. Mình có thể, nếu mình muốn biểu diễn, mình muốn bỏ Hồ Chí Minh đi, mình chỉ cần bỏ tích ở đây thôi. Ok. Đấy, thì lúc này trên biểu đồ mình chỉ có hai thành phố. Hoặc là một cái dạng nữa là họ có cho sẵn cái biểu đồ chỉ biểu diễn 3 cái vùng dữ liệu này thôi này. Mà họ bắt mình expand, mở rộng cái vùng dữ liệu ra để vẽ thêm cho năm 2012 nữa. Đó, thì cái câu hỏi này sẽ có thể xảy ra hai trường hợp. Một là cái vùng dữ liệu mình mở rộng ra nó đang là liên tiếp với cái vùng mà với cái biểu đồ đã vẽ rồi. Thì đơn giản nhất là mình chỉ cần mình nhìn trên cái vùng dữ liệu của mình ấy, cái vùng dữ liệu đang được biểu diễn trên biểu đồ nó sẽ bo một cái đường màu xanh ở đây. Mình kéo nó ra là ok. Đấy, thì nó sẽ bao hàm luôn cái năm 2012. Còn dạng thứ hai trong câu hỏi này, đấy là cái vùng dữ liệu của mình lúc đầu họ vẽ là không, giả sử chỉ có chỉ có 19 mới 10 thôi nhá. Bây giờ mình sẽ thêm, người ta bắt mình thêm 2012 và không vẽ 11. Thì mình sẽ không thể dùng cái cách thứ nhất là expand cái dữ liệu ra được, đúng không? Expand data để được nữa. Vậy mình sẽ phải vào select data. Trong trường hợp này thì em cần phải đổi lại cái dữ liệu đó nha. Đây là sẽ phải expand theo cột đã. Phải chuyển sang bên này. Mình add cái data ở đây. Thì cái series name của mình là cái tên của cột. Là cái này. Và cái series value là cái giá trị ở dưới này. Thì lưu ý là khi mà mình thêm dữ liệu vào đây mình phải xóa cái số 1 đi. Xóa đi nhé. Sau đấy mình quét dữ liệu. Quét dữ liệu. Đấy. Và mình ok này. Thì cái năm đấy nó sẽ được thêm vào đây. Năm 2012 này. Mình chỉ vẽ cho 2009, 10 và 12 thôi. Đúng không ạ? Đấy là hai cái dạng thêm dữ liệu. Ngoài ra thì đối với câu hỏi về biểu đồ có các cái thành phần của biểu đồ nữa, thường sẽ hay hỏi là cái legend, cái chú thích này, cái chú thích này thì một là mình sẽ vào cái phần nhanh thì mình vào đây luôn, dấu cộng bên cạnh của cái chat này, thì cũng sẽ có list các cái thành phần ở đây, hoặc là nó tương ứng với cái phần add element là các cái thành phần ở đây, mình có thể chọn ở chỗ phần này. Đấy thì tùy từng cái dạng câu hỏi. Để yêu cầu là thường hay có các dạng câu hỏi liên quan đến các thành phần của biểu đồ là một là thay đổi vị trí của phần chú thích legend. Đấy thì đơn giản là đưa lên trên xuống dưới bottom. Ngoài ra nhé, ở cái bản 2019 có thêm một cái câu hỏi liên quan đến cái overlap, nghĩa là cái legend này nó bình thường là nó không được đè lên cái biểu đồ đấy, nhưng mà câu hỏi người ta sẽ cho mình là mình phải show cái legend để nó overlap với cái chart, thì lúc đấy mình phải mò cái legend này ra, mò rồi mình vào more option và có cái chỗ cái tùy chọn ở phía dưới này, show the legend without overlap the chart, nghĩa là hiển thị cái chú thích, nhưng mà cái này là without đúng không, là không đè lên đấy, nhưng mà cái bài thi của mình sẽ bắt mình overlap thì mình phải bỏ cái tích này đi đó đối với cái legend. Còn lại là sẽ có hiển thị các cái tiêu đề của các cái trục. Đây, đấy chính là axis title. Bình thường khi mà mình vẽ biểu đồ mình bao giờ mình biểu diễn là trục tung là biểu diễn cái gì đúng không? Trục hoành là biểu diễn cái gì? Em để lại cái này cho dễ nhìn nữa nhé. Trục hoành biểu diễn cái gì? Đúng không ạ? Đấy, mình phải chú thích ra thì đấy chính là axis title. Đấy, thì lúc đó mình phải bật lên. Bật cái chức năng này lên. Hoặc là người ta cũng chỉ bắt mình bật một chiều, một trục thôi, ngang hoặc là dọc thôi nhé. Thì mình phải tùy chỉnh cho chính xác. Đấy, sau đấy thì điền cái giá trị, điền cái thông tin vào đây. Ví dụ như cột này là đang nói về năm đúng không? Cột trục. Còn cái cột horizontal là thành phố. Ví dụ thế. Thì đấy chính là axis title. Đấy, nó sẽ hỏi cái này này. Chart title thì dễ rồi. Điền chart title vào đây. Doanh thu. Đấy là những cái câu hỏi mà liên quan đến biểu đồ. Có thêm một cái này nữa này. Cái dữ liệu ở trên nhãn. Dữ liệu ở trên các cái Ở đây chờ label đấy, các cái nhãn dữ liệu sẽ bắt mình show lên thêm cái chỗ này. Thì nói chung trên câu hỏi cũng sẽ rất là rõ là người ta bắt mình show cái nhãn đấy là ở trên, ở dưới, ở trong, ở ngoài, thì mình chọn cho đúng thôi. Đấy, thì đấy là đối với các cái thành phần của biểu đồ thì mình sẽ có các câu hỏi như vậy. Ngoài ra sẽ có câu hỏi là di chuyển cái biểu đồ này nằm trên một vùng dữ liệu nào đó. Trục tung là doanh thu. À, vâng. Ví dụ như là biểu đồ này nó sẽ nằm ở trên ô A7 đến ô E17 chẳng hạn. Đấy, nghĩa là mình phải di chuyển cái vùng này đến cái ô, đúng cái vị trí là ô A7 đây nhá. Đấy. Và ô, em vừa nói là ô E15 à? Thì mình phải thu bớt vào nhé. Thu bớt vào. Đấy, kiểu như thế. Đến cái biểu đồ này sẽ được di chuyển đến đúng cái vùng dữ liệu mà đề bài yêu cầu. Em xem nào còn gì nữa không? Rồi. À, move chart nữa. Trên chart size nhá. Đang là biểu đồ cột, có thể biến nó thành biểu đồ dạng khác. Đấy là trên chart size và hoặc là di chuyển. Move chart có hai cái lựa chọn, đấy là di chuyển đến các sheet ở trong cái notebook hoặc là đến một cái sheet mới. Nghĩa là một cái chỗ object in là nó có những cái sheet đã có sẵn ở trên cái book này rồi. Còn hoặc là di chuyển vừa tạo một sheet mới thì nó sẽ là new sheet và mình sẽ phải đặt tên cái sheet đó theo cái nội dung của đề bài. Đấy, ok. Thì toàn bộ cái chart đấy nó sẽ được di chuyển đến. Đấy là các cái câu hỏi mà liên quan đến chart các thầy cô ạ. Mình xem ở trên objective. Câu hỏi như nào nào? Thì làm một cái ví dụ trên này. Mở 51. Con ấy. Chết rồi. Đất cắt không đoạn, nó như xa nó rảnh mấy tiếng chứ không điện đến giỏ. Sao? Có cái gì? Ăn cái chuyện. Mình nói đâu rồi, mà thầy nói với chị như thế nào? Em lên. No. Plus. Câu này là yêu cầu vẽ biểu đồ 2D pie chart đúng không ạ? Ở trên sheet to worksheet là cái sheet này. Mình sẽ vẽ một cái biểu đồ 2D để không bao gồm cái dòng total, nghĩa là tôi phải vẽ quality này. Không bao gồm dòng này đúng không? Insert một cái pie chart 2D là cái này. Đúng không ạ? Đây, mình không thay đổi kích thước nhưng mình cứ để mặc định nhé, xong bắt để bên này thôi. Con này được chưa? Câu thứ 2 này, trong October sale là trên cái sheet này. Mình sẽ phải vẽ một cái biểu đồ bar chart. Cũng không bao gồm total cái câu này. Và không bao gồm dòng total và cái dòng percentage, nghĩa là vùng dữ liệu của mình cần vẽ là từ đầu từ category cho đến đây. Insert một cái chart bar chart đây ạ, 2D đúng không? Rồi, 2D. Và cái này. Câu tiếp theo nhé. Câu tiếp theo đây ạ. Từ cái for sale bên này di chuyển chart. Cái câu di chuyển chart này mình cũng lưu ý một chút cho em là trên cái bài thi ấy, người ta sẽ để 3-4 chart. Đấy. Mà ví dụ cái câu hỏi bắt di chuyển cái chart column, nhưng mà trên cái sheet này của mình này, nó phải có đến 3-4 cái chart column ấy. Đó. Hoặc là chart pie rồi chart bar, mấy cái line chart. Thì chỗ này phải để ý là người ta bắt mình di chuyển cái nào. Đấy, chỗ này học sinh cũng hay nhầm. Là nó cứ nhắm mắt nhắm mũi đọc, vì là nó sẽ để người ta sẽ để cái tiêu đề nó cũng dựa xem ấy, gần như nhau, nhưng mà một cái là column chart, một cái là pie chart chẳng hạn, cũng đều là for sale. Đấy, nhưng mà anh cứ nhìn thấy một cái xuất hiện trên màn hình, nhìn trước mình không để ý là mình sẽ nhầm. Trong trường hợp này là di chuyển cái chart đúng không, sang một cái sheet mới. Ở đây mình phải kiểm tra xem, ở đây nó không nói. Đây là for sale chart. For sale chart xem là có một cái thôi đúng không? Thì ok rồi, mình yên tâm. Trong này là đến một sheet mới này, di chuyển này. New sheet, name. Tên là for sale chart. Đấy. Mình phải đặt tên vào đây. Di chuyển sang một chart, một cái sheet mới này. Câu này là sử dụng di chuyển. 51 mỗi thế này. Năm hai này. Câu 52 làm như nào ạ? Bài 51 dễ thì em làm, bài này khó thì các thầy cô làm nhé. Họ sắp xếp dữ liệu trên cột. lùi lại một tí nữa thì ăn xong mình uống rượu đi, về ngủ đi. Uống rượu là không lên lớp cô ạ. Câu 1 của mình là gì ạ? Street row column. À, câu này chưa vẽ biểu đồ mà đã street row column là sao? Phải về không? Câu này bị thiếu cái phần biểu đồ đấy ạ. Cái này là biểu đồ như nào nhỉ? Em xem lại nhé. Trên October sale. Cái dữ liệu đó đang bị thiếu mở rộng, bao gồm October và number. Vậy cái này lúc đầu của nó chỉ có 9 tháng 9 thôi. Cái là bị thiếu biểu đồ ạ. Câu này đầu tiên là street row column, nghĩa là đổ trục đúng không? Đây chính là street row column là cái này. Chọn biểu đồ này, chart design, con này có biểu đồ sẵn rồi thì người ta mới street row column được, đổ trục đúng không ạ? Cái này là, nó rõ ràng là street row column, nhưng trong bài thi nó sẽ miêu tả, lại cho mình có thể là nó sẽ dùng một cái cách miêu tả là biểu diễn cái gì ở trục x và biểu diễn cái gì ở trục y. Đấy, thì đấy chính là tóm lại là cuối cùng nó sẽ là street row column. Trên October sale now, thay đổi cái dữ liệu ở vậy có cả October à? Cái này là thế thì nó phải thêm, em phải thêm select thêm cái này nữa. Thì chỗ này là mới train được dữ liệu để vẽ. Thì chỗ này là gì? Thêm à không, em đang nhầm cái gì đấy rồi. Đây nhé, dữ liệu của nó đây. Câu này là thêm cái bán hàng tháng 10 của flower category. Category flower ở đây ạ. Mình sẽ đổi dữ liệu của nó là 500. Nghĩa là cái ô này. Đúng không? Flower ở đây này. October đây nhé. Đổi nó thành 500 và xem cái sự thay đổi trên biểu đồ. Chỗ này đang là 1000, mình xem biểu đồ của mình. Câu này chỉ bắt đổi giá trị 500. Đấy thì cái cột này nó tụt xuống đúng không? Expand the data range này. Mở rộng vùng, cái câu này là mở rộng vùng dữ liệu này. Để nó bao gồm, để cái chart bao gồm tháng 10 và tháng 11. Sau đấy thì mình sẽ câu ý sau là chỉ là giải thích thôi, so sánh dữ liệu của 3 tháng. Thì chỗ này mình mở rộng ra thêm tháng 11 expand là xong. Thêm chart title là sale by category above the chart. Cái này chưa thấy title đâu đúng không? Sâu là lên này. Chart title. Xong đấy gì copy vào. Above chart, below chart. Title chèn một cái legend ở trên chart này và dưới cái tiêu đề ở phía trên. Thì chèn một cái legend để sau mỗi tháng. Vậy là cái này bắt mình xuất hiện cho show. Chưa có legend này. Chưa có legend thật. Bật legend lên. Và cái legend này nó phải là above. Đúng không? Đấy, ở phía trên này. Top. Nó dưới cái tiêu đề đúng không ạ? Below the chart title. Above the chart. Đấy, thì nghĩa là nó ở trên top. Đấy, câu 52 hết rồi. Ok. Nốt bài 53 nhé các thầy cô nha. Bài 53 nào. Áp dụng layout one liquid style to the chart. Cho cái chart nào, cho có một cái chart thôi. Chart này. Design thẻ xanh này. Layout one, đây layout đây, 1. Ok. Apply style. Áp dụng style cho chart. Style đây đúng không ạ? Style 12 là cái này. Trên sheet to worksheet, đổi sheet này. Thêm alternative text. Câu này là alternative text cho pie chart để display cái air quality indicator là cái nào. Còn mỗi một cái chart này thôi. Antext trong format các thầy cô nhé. Antext đây. À, cái này là nó yêu cầu mình hiển thị cái the air quality indicator from là cái description. Đấy. Description. Mình paste vào đây. In the upper left column mark. À đây xong đấy, sau đấy thì mình sẽ đánh dấu nó là trang trí thôi. Chứ không dùng antext. Hết. Xong rồi. Còn nóng để đấy. Được chưa? Câu này chỉ nói về antext thôi, không có gì hết. Sau đấy mình đánh dấu là một cái vật trang trí. Đấy là toàn bộ cái phần chat nhé các thầy cô nha. Phần Excel này các thầy cô nhận được code rồi đúng không? Bây giờ mình thử làm một bài trên Gmatrix nhá. Một cái nhà có thể share này cái này đấy thôi. Mình làm một bài thử mình xem cái câu hỏi này nó như thế nào. Làm Excel 1. Không Thầy cô nào giúp em chia sẻ và làm bài đấy. Cô Mai để cho em hỏi một chút ạ. Cái tài khoản Gmatrix của em ấy từ hôm qua có đăng nhập vào cái tài khoản và điền đúng cái mã code đấy. Tuy nhiên là khi mà vào bài thi cụ thể ấy, thì nó lại không loát được cái tài nguyên để mình làm ấy. Thì cái lỗi đấy là sửa là bị làm sao và sửa như thế nào ạ? Không tải được tài nguyên đúng không? Dạ vâng. Thế nơi đó khả năng là anh dùng hệ điều hành Mac ấy. Máy Mac này hay như thế. Không, của em là đang dùng là Win 11. Thầy cài đúng bản Office chưa? Office là 2019 là đúng rồi. Thử restart lại project. Nó không load được cái file. Vâng. Restart project ấy. Em hỏi cô Mai đâu, hôm qua em làm cái bài ở phần Word ấy, có một cái câu mà làm trên nhóm có mấy người thắc mắc có đấy em làm mà mãi nó không hiểu nó kiểu gì. Em chia sẻ màn hình cô xem giúp em. Vâng. Cô stream sheet à? Stream cách là mình. Cái câu của cô giáo này, trường năm nay, cái câu increase total thì đấy là em percentage nhé. Thế là mình không cậu rồi chứ. Đấy bữa ngon không chị nhé. Này rồi. Thầy thử share cái câu đấy đi. Cái câu cái gì tiền lắm đây. Đó, đen dữ. Câu này chia sẻ cả màn hình như thế đấy. Mình chia sẻ cái gì mình có lỗi. Phải cắt à? Đây là ảnh để cắt à? À đây đang chạy video trước đây. Đây đang trên phần mềm mà cô. Vâng, nhưng mà sao em nhìn thấy mỗi cái câu hỏi lên mình? Em chưa nhìn thấy cái giao diện toàn bộ cái phần giỏ với này hết đấy. Có thể cô khác mình nhìn thấy không? Không thấy file bài tập đâu. Thầy phải đặt chế độ chia sẻ toàn màn hình. Chắc là đang chia sẻ cửa sổ hay sao? Nó chia sẻ toàn màn hình mà. Ở đây bây giờ là nhìn toàn màn hình đây này. À thầy chưa bật Word. Cái Facebook của thầy đang ẩn với thanh Fastlane đấy. Đây mình table contents. Rồi bây giờ thầy vào đi. Cái level nó ở dưới đấy nhá. Thầy mình nhìn bây giờ nó vẫn còn câu hỏi phía dưới kìa thầy nhìn. Hôm qua thầy đã làm cái phần điểm dưới chưa? Đấy, cái phân cấp nó đang đấy là cái level ở dưới đây kìa. Title là cấp 1, level 2 là cấp 1, level 1 là cấp 2, level 2 là cấp 2. Mình làm thử luôn này. Để chuyện em một chút mình có thể vị trí cái sơ mi ở cái hồ sơ gói lại năm nay rõ là còn 4 học sinh sau đây đến ngày này còn học sinh đó là mở ra nhìn ngay sau cái với cái đinh tây. Thực ra chú hồ sơ là của mình từng khối mình để đây rồi cháu sẽ dán cái tủ nào của lớp khối nào thiếu của học sinh nào cháu sẽ dán bên ngoài để ngoài cho dễ nhìn là được. Bây giờ thầy tìm đến cái table content đi. Cái vị trí ấy, là cái heading table content kia kìa. Cái nào là mình treo chờ mấy giây. Vâng. Chắc là vừa ấn cái ăn dấu Alt Tab ở trên cái kênh công cụ, bây giờ ấn lại để nó mất cái các ký hiệu ở trên màn hình đi. Ở cái chỗ câu phần câu hỏi. Thế tìm cái vị trí. Nhân Luna để nó đọc nick tại nó mất luôn trên màn hình em, nó mất luôn đi. Nó mất luôn cái thanh công cụ như là nó full scan rồi. Phải không? Cái này nhé, thầy để em share nhé. Thầy tắt đi để em share câu này trên máy em nhé. Alo. Vâng ạ. Geometric Word à? Bài 1 đúng không thầy? Câu đấy là trên bài 1 à? Ở bài 2 em đang mở lại một chút. Em đang ở trong Gmail, chờ em một chút. Excel 1 đấy. Câu đấy ở Excel 1 ạ. Câu đấy hôm qua em cũng không hiểu làm như nào. Excel 1 đúng không? Excel 1, Project 4, trên 7. Okay. Mà Excel 1 Project 4/7 có tầm tab 3. Project 4 này. Taskbar. Tách hai cô. Đây đúng không? Câu này. Đúng rồi, tách hai. Ngay dưới cái tiêu đề table content thì mình sẽ chèn một cái mục lục là table content này. Custom này, để yêu cầu custom table đúng không? Custom table content này. Hiển thị cái định dạng là formal. Đây, cái format của mình sẽ chọn là formal. Và các cái style thì hiển thị theo cái level ở đây. Thì mình xem cái level của người ta là yêu cầu là gì đây. Thì mình vào option nhé. Mình sẽ tìm title. Title của mình. Heading 1 của mình là cấp 2, title đâu nhỉ? Đây, title đây mình sẽ đánh 1 này. Heading 1 của mình là cấp 2 này. Heading 3 của mình là cấp 3. À, heading 2 của mình là cấp 3. Và heading 3 thì không có, xóa đi. Heading caption là 4. Vậy mình phải tìm cái thằng caption thì mình đặt cấp cho nó là 4. Cover title bỏ đi không có. Caption đây là 4 này. Được chưa? Nha, mình phải để đúng cái level mà đề bài yêu cầu là cái này. Hôm qua mọi người có để như này không? Ok này. Đấy. Cắt 2 đây. Được chưa ạ? Chắc là em đoán là các thầy cô mình quên không kéo xuống dưới này để xem các cái level mà để yêu cầu đúng không? Đây này. Người ta bảo là... Số này em định những cái yêu cầu ở dưới đấy. Em làm ấy không hiểu nó hỏi gì. Quên đúng không? Em không kéo xuống không hiểu nó hỏi gì. Không hiểu câu hỏi. Đây nhá. Em đến chỗ này. Hiểu cô. Cái tiêu đề table content này. Mình phải chèn một cái custom table content. Đúng không? Hiển thị cái định dạng. Cái dạng của nó là formal. Sao cho tab display chỉ hiển thị những cái style sau đây theo cái cấp các cấp tương ứng này. Đấy, nó chỉ hiển thị 4 cái cấp này tương ứng với 4 cái style này thôi, những cái khác thì mình phải bỏ đi. Ok chưa? Table content nhá, custom này. Đấy, ý thứ nhất là người ta bắt mình cái định dạng của mình phải chọn là formal. Ý thứ hai là mình phải vào option để tùy chỉnh lại các cái level. Đấy, thì vào đây các thầy cô mình tìm đúng những cái level mà người ta yêu cầu. Có những cái mình sẽ duyệt từ trên xuống dưới này. Đấy, mình tìm. Mà mình bị cái nào mà mình thừa thì mình bỏ đi thôi. Đấy. Title đây. Được chưa? 1. Xong rồi mình tìm tiếp. Cái 2 là heading 1. Cái 2, heading 2 là 3 cấp 3. Cái heading 3 không có thì bỏ đi. Cái cover level title không có cũng bỏ đi. Người ta cho mình cấp 4 là caption. Ok, thế là xong. Được chưa ạ? Còn câu nào nữa không ạ? Em thắc mắc mấy câu đây, cảm ơn cô. Dạ. Bây giờ mình thử lướt một lượt các câu hỏi cho Excel. Nào, em mở luôn nhé. Em mở luôn Excel nhé. Đỡ mất thời gian các thầy cô. Thoát cái này ra. Lưu của lao nó hơi lâu. Lại phải ao lại, đọc đăng nhập lại. Hôm nay là các thầy cô cũng nhận được code rồi đúng không? Code của module 2 ấy. Ủa? Exam 1. Project training. Phần câu hỏi toàn bộ là không có tiếng Việt phải không cô? Ở đây mình đang dùng bản tiếng Anh. Geometric thì tiếng Việt đang dịch đấy ạ. Còn đang review lại thì mới import. Còn bản thi bài thi thật thì là có tiếng Việt rồi. Đấy, thật có tiếng Việt rồi ạ. Nhưng mà thi tiếng Anh dễ hơn đấy. Thì tiếng Việt dễ bị trượt lắm. Còn nếu mà không yêu tiếng Anh quá thì chắc cũng vẫn phải chọn tiếng Việt, bởi vì chả hiểu gì thì buộc phải chọn tiếng Việt. Đôi khi là mình không hiểu được hết ý thì có thể những cái câu hỏi rất là dễ mà mình không hiểu người ta hỏi gì thì cũng không làm được. Đấy, cũng có những cái nhược điểm. Thế có phải dùng Google dịch được luôn không cô? Không ạ. Và bài thi thật thì không copy được gì cả cô. Không, mình không thể vào sang được cái trang, một cái ứng dụng khác đâu, nó chỉ cho mình dùng cái ứng dụng của họ thôi. Mình không ra, thoát khỏi ra được màn hình, thoát khỏi ra là out bài thi nộp bài. Mình chỉ được dùng cái ứng dụng của họ thôi. Muốn thế chụp ảnh cũng không được ạ? Dạ không ạ. Và trong phòng thi thì chụp chỉ... ra mang ở đâu, làm sao mang được điện thoại vào đấy mà chụp. Vào kiểm tra như sân bay ấy. Đúng rồi. Kiểm tra an ninh mình không được mang cái gì cả, mình chỉ mang căn cước công dân vào trong phòng thi thôi. Đấy, mình phải luyện trước khi thành thạo, trước khi mình đi thi, chứ không thể dùng một thủ đoạn nào được đâu ạ. Cô ơi, cái thời gian nó đang chạy ấy, hơn 5 giờ kia là cái thời gian gì đấy ạ? Đây là em đang để ở chế độ training thì là cái thời gian nó cứ cộng dồn vào thôi. Mình mở bao nhiêu lần, mình mở bao nhiêu lâu thì nó cứ, mỗi một lần mở nó cứ cộng dồn tiếp vào. Còn đi thi thì cái chỗ này nó là thời gian đếm ngược, nghĩa là fix của mình 50 phút. Mình dùng hết 50 phút thì tự động cái bài này sẽ được submit. Đấy, sẽ được nộp luôn. Mình không dùng hết 50 phút mà mình muốn nộp thì mình tích vào nút nộp bài. Vâng. Thì lúc mà mình đi thi mình phải để ý cái chỗ này, thời gian nhé. Đấy, nhiều khi là không để ý thời gian ấy, có những câu lại ngâm lâu quá là không còn thời gian để làm các câu khác. Đấy, cho nên là em mới nói hôm qua là cái đánh dấu lại để sau khi mà mình làm xong hết rồi nó sẽ có một cái cửa sổ cho mình chọn để quay lại cái câu mà mình chưa làm. Đấy. Thế là mình luyện nguyên bằng tiếng Anh, nếu mình thi lại nguyên bằng tiếng Việt cũng được cô. Cái gì nó lại khó? Sao lại tiếng Anh thì mình thi tiếng Anh thì mình thi tiếng Việt gì? Mình luyện tiếng Anh là mình đã biết lệnh rồi. Nói chung kinh nghiệm của em thì bài thi bằng tiếng Anh sẽ dễ hơn tiếng Việt. Đúng không? Cho nên là các trường mà triển khai ấy, cũng học sinh hơi yếu về tiếng Anh mà mình lo lắng quá, mình chọn cái giải pháp là sử dụng tiếng Việt để thi. thì tỷ lệ đỗ ít hơn là chọn tiếng Anh. Tiếng Việt hay bị trượt, dễ trượt lắm. Bởi vì sao? Thứ nhất là người ta dịch, thứ nhất là trên cái phần mềm ấy nó dịch cũng hơi kiểu word by word, đôi khi là dịch cả cái nội dung trên bài thi luôn đó. Đấy, nó sẽ khó. Ví dụ nhá, cái từ khóa ở trên bài thi nó là cái tiêu đề là như thế này thì người ta translate, nó dịch luôn cả cái tiêu đề đấy chứ nó không bê cái tiêu đề đấy vào trong câu hỏi đâu. Thì đôi khi mình cũng thấy khó hiểu khi mà lại phải dịch ngược lại là cái này là cái gì trên cái này. Đấy, hoặc là các câu hỏi ấy. Một số những cái từ khóa ví dụ như là mình có thể làm được ngay, như em ví dụ như insert picture thì mình vào insert thì mình thấy luôn cái picture ở đây là mình chọn được luôn. Thế nhưng mà ở đây nó lại là gì? Chèn ảnh, đúng không? Thì mình lại phải xem là chèn ảnh là cái tab nào trên này, mình phải hiểu ấy. Nghĩa là nếu mà làm tiếng Việt thì cái mức độ sâu về phần mềm phải sâu hơn, phải hiểu kỹ hơn, rõ hơn thì mình mới làm được, tìm được các cái tính năng ở trong này. Đấy, đấy là một cái khó khăn. Nhưng nếu trong trường hợp mà tiếng Anh yếu quá, không dịch được gì thì buộc phải chọn tiếng Việt, thì ít ra có những câu dễ mình vẫn làm được. Nhưng mà mình cố gắng khi mà mình làm các cái phần mềm này, cái chương trình này, để mà lấy chứng chỉ cũng không quá khó đâu các thầy cô. Mình làm nhiều mình quen ấy. Có thể một số trường các thầy cô mình năm nay mới triển khai mình hơi bỡ ngỡ một tí thôi, nhưng các thầy cô cứ làm một vài lần trên Objective hoặc là trên Magic này này. Mình luyện một vài lần mình thấy đơn giản mà, không quá khó đâu ạ. Nó ở mức độ trình độ đơn giản thôi, dễ thôi. Các hàm đấy như ví dụ Excel thì mình thấy khó nhất là hàm, nhưng mà cái phần hàm mình thấy rất là dễ, đúng không? Toàn những cái hàm cơ bản. Ôi, cho em hỏi một chút về cái mở tài khoản ấy ạ. Có phải là một tài khoản thì dùng chỉ mở được một môn thôi đúng không ạ? Không. Tại hôm qua em dùng cái code để em mở ra, mở Word ra xong thì môn một code đó. Mà. Mỗi môn một code. Mỗi môn một code. Thế bây giờ mà muốn làm Excel ấy ạ, thì em nhập cái code này vẫn sử dụng cái tài khoản hôm qua, nhưng mà nhập cái code ngày hôm nay không được. Mở được. Thế lại phải dùng một cái tài khoản khác ạ? Không, vẫn dùng liên hôm qua, code hôm nay. Code hôm nay thì sẽ mở thêm được ạ? Add vào. Vâng ạ, vâng. Trên một tài khoản chứ. Mình xem câu này nhé. Import. Câu này cứ import data này. Nhập dữ liệu. Sáng nay câu chính là cái phần đầu tiên đấy. Import cái file CSV trên Gmatrix, vào một cái sheet mới. Đúng không ạ? Data. Mình sẽ chọn CSV là cái này đúng không? Magic accessory. Cái này là cái màn hình của nó to quá, mình phải kéo xuống. Câu này không bắt transform gì cả đúng không? Vì mình lốt sang một cái mới luôn. Ở đây có thêm một ý là thêm cái data model thì mình phải load to này, ở phía dưới mình sẽ nhìn thấy này, add this data to the data model, mình phải tích vào đây. Đấy, và thêm một và chèn vào, đẩy dữ liệu này vào new worksheet. Thì ở đây người ta đang yêu cầu mình vào new worksheet. Đó, rồi, xong. Câu 2 làm như nào đó thầy cô? Clear formatting range. Thế chuyện về lần nào? Thầy Ngọc là cái thông báo này là cái xếp loại bên trước này em. Thông báo câu này làm nào ạ? Sử dụng tính năng tìm kiếm, vùng, chọn vùng, sau đó sử dụng tính năng clear formatting rồi. Chọn cái vùng này. Vâng. Đúng không? Sử dụng cái ô, mình phải về sheet đã nhá, quên mất. Hộp tên, sử dụng hộp tên. Xong đấy thì tìm cái vùng dữ liệu này đúng không? À. Clear formatting nó là tục tẩy trong thẻ home. Đây. Mình chỉ clear định dạng thôi đúng không nhờ? Clear formatting. Câu 3 này. Đánh dấu là đã làm rồi nhá. Câu 3 rename table 1. Bây giờ làm nào biết được cái table 1 ở đâu nhỉ? Các thầy cô làm cùng em nhé. Cô chọn trong hộp tên này có cái chữ table 1. Đúng không? Di chuyển đến table 1. Đấy, table 1 đây. Và vào table design, đổi tên nó là red. Ok. Cô muốn này. Đi học bơi. Cô muốn cái worksheet rental thành landscape. Change orientation này. Thực ra thì các cái từ khóa tiếng Anh này nó cũng sẽ lặp đi lặp lại ở nhiều bài ấy. Nên là các thầy cô mà làm nhiều là nó cũng quen mà. Chứ cũng không quá phải lo tiếng Anh đâu. Orientation landscape đúng không? Mà mình cũng những cái từ của từ landscape này, orientation là mình cũng làm nhiều trên phần mềm rồi mà đúng không? Cũng gặp nhiều rồi mà. Câu này là đổi hướng của sheet thôi đúng chưa? Câu 5. Inspect compatibility issue. Câu này là kiểm tra cái tính năng cái version đây này. Inspect ở trong thẻ file nhỉ. Info. Check for issue này. Compatibility này. Ở này, ở cái câu này là copy kết quả ra new worksheet thì mình phải tích vào đây. Chọn vào đây đúng không? Thử xem nhé. Đúng rồi, dạ vâng. Cứ làm là quen ạ. Chính xác. Đây, câu này là join này. Câu này là mình sẽ phải dùng cái gì đây ạ? Nào đi. Con nào lại chưa? Ngon rồi. Mắc vào ngó thôi. Cảm có cảm mình nó ngó. Nhớ là phải chọn đúng cái đây này, trên ten này cũng có cái camping sale, fishing cũng camping sale đúng không? Đấy, để mình nhầm. Cái này là mình sẽ nhìn thấy cái ý đằng sau này, đây này, ý đằng sau này. Là do not change the element of the content. Không đổi lề của dữ liệu đúng không? Vậy thì cái này phải là merge across. Đúng không? Fishing worksheet đây nhé. Chọn từ A1 cho đến E1. merge across, đúng chưa ạ? Câu này là merge across. Câu thứ hai là liên kết này. Và tên này lại phải vào tên, liên kết B3 đúng không ạ? Nào về B3 xem nào. À xin lỗi, B13 chứ. B13 là cái ô này. Liên kết đến A4 của Fishing Worksheet. Mình có thể kích phải chuột để chọn liên kết cũng được. Link. Vì nó liên kết đến một worksheet cho nên nó sẽ là place in this document. Mình sẽ phải liên kết đến Fishing A4 của Fishing. Đúng chưa? Câu 3 này. Trong vẫn trong ten. Câu này là gì đấy ạ? Condition of formatting. Của cột inventory worksheet đúng không ạ? Vậy thì mình phải bôi đen cái cột này. Inventory worksheet này. À column em xin lỗi. Bôi đen cột. Sau đấy thì vào conditional formatting. Mình sẽ sử dụng cái icon set là 3 plus 3 dấu 3 là cờ. Câu này chỉ có sử dụng mặc định luôn, không có điều kiện gì cả. Câu số 4 các thầy cô mình xem nó là cái gì nào. Câu 4 ạ. Expand the chart data range include giant truck B10 in the cell B7. Khi làm việc với chart thì mình phải chọn chart đã đúng không? Chọn cái chart này. Làm gì nữa đây? Câu này làm nào ạ? Là mở rộng dữ liệu ra ấy. Mở rộng vùng dữ liệu đến cái phần giant check back ten, nghĩa là cái dòng dưới luôn đấy ạ. À kéo cái dòng dưới này thôi đúng không? Đấy, bao gồm thêm cái dòng dưới, dòng B7. Câu này chỉ cần mở rộng ra rồi. Ok, câu 5. Áp dụng style 4 cho cái biểu đồ. Rồi cái này thì là chỉ là áp dụng style đúng không? Vào chart style. Chart style, chọn style số 4. Là cái này. Đúng chưa ạ? Rồi. Thay thế toàn bộ từ choco thành chocolate. In the workbook này, chú ý chỗ này mình phải về chả cần về sheet nào cả, thay thế luôn Ctrl H luôn nhá. File what là choco. File thay thế bằng chocolate. Chọn replace all thì bình tĩnh đã, chọn luôn replace all à? Để xem cái từ choco này có từ nguyên từ choco không, được không? Phải từ không trong sheet mà là workbook. À đúng rồi, chỗ này phải đây, chỗ này mình để ý, người ta bắt mình tìm in the workbook mà chỗ within này mình phải đổi là workbook này. Okay. Đúng chưa? Còn cái mình không cần phải thay thế entire cell nữa. Bởi vì nó là phải tất cả những cái từ trường hợp của cái từ này rồi. Đấy, file mình có thể chỗ này mình replace all luôn nhé, để yêu cầu là ngay lập tức phải thay thế bằng replace all. Ok. Ủa, sao nó lại ra cái này? Em làm sai đâu nhỉ? Có cái đó hay nè. Làm lại nhé. Sao tự nhiên rồi buộc phải thay thế vào đây. Play on này. Cô thử xem cái sheet kia là nó có từ choco không? Profit ấy. Đây, tay bằng chocolate rồi đây này. Đây. Sao thành linh nhỉ? Khoái thật. Đúng không? Rồi xong ấy, nó lại ra cái link của cái ô gì đấy. Tất cả mình dính lệnh đấy. Câu... Giật mình. Câu này là cost, phải về cost nữa này. Đó, cost worksheet repeat. Mình cứ nhìn thấy là appear xuất hiện ở trên tất cả các trang. Đấy là lặp lại rồi đúng không? Ừ. Mình lặp lại cái dòng company logo và tiêu đề của cột để nó xuất hiện trên tất cả các trang. Thì cái này là print title. Đấy, cái này là repeat header row đấy. Thì trong Excel nó là print title. Đúng không? Thì mình sẽ nhìn thấy đây, chỗ này có hai cái lựa chọn là lặp row hoặc là lặp column. Thì đề yêu cầu là repeat row. Mình sẽ row to repeat at top. Đấy, thì mình sẽ quét cái vùng company logo và column heading, chính là cái logo và cái tiêu đề của cái này. Hai dòng. Ở đây trên 3, một đây 3. Ok. Appear keyword nhé. Keyword đấy mình nhìn thấy cứ xuất hiện trên tất cả các trang, đúng không? Là mình sẽ dùng print title. Đấy. Câu 3 này. Ngay lập tức áp dụng tất cả. Cái này là number format. Cột B đến E của sheet nào? Code à? Code đây. B đến E. Định dạng kiểu số. Chọn number. Cái này mặc định thôi. Rồi. Câu 4 này. Làm gì? Đấy. Cái câu 4 này nó lại mô tả này. Bây giờ mình hiểu câu này như nào. Câu 4 mình sẽ... Điều đồ của... Profit này. Mình về sheet đã nhá. Mình hiểu này. Modify chart này. Sửa biểu đồ trên cái sheet profit này. So that sao cho cái label thì được hiển thị theo trục ngang. Và expense and income thì nó là cái phần chú thích. Cái này được chưa? Vậy mình xem cái biểu đồ của mình nhé. Đây, biểu đồ của mình đây. Nó đang expense income là trục ngang đúng không? Còn phần chú thích chính là các cái gia vị này. Label là các cái gia vị. Đấy, đây là label đây đúng không ạ? Đây là label của nó đây này. Là fruit này. Đấy, multi này kia. Là cái này, caramel, các cái vị gia vị đấy. Thì bây giờ là để bắt đi mình cái label thì được hiển thị trục ngang, nghĩa là đang trục dọc đúng không? Đang là legend thì nó biến thành trục ngang. Còn expense và income thì đang là legend. Đang là trục ngang thì nó lại sẽ phải biến thành trục dọc, nghĩa là cái legend này. Thì mình hiểu đấy là cái gì? Câu này làm gì? Bản chất là đổi trục thôi đúng không? Trục ngang thành trục dọc và trục dọc thành trục ngang. Chuyển các cái chú thích của nó sang trục dọc. Thì cần chọn switch column thôi ạ. Vâng, câu này là trục switch row column. Vâng. Đấy. Thì lúc này expense và income của mình sẽ là legend và label chỉ là các cái nhãn của trục ngang đúng chưa? Đấy, câu này nó sẽ không nói là switch row column giống như cái đề ở trong cái objective đấy mình làm nữa. Nó này phải nó mô tả như này, vậy mình phải xem để mình hiểu là để cho những điều gì khó hơn đúng không ạ? Câu 5 nhé. Modify the chart này. ở trên profit sheet. Sao cho show the legend appear at the top. Câu này là đơn giản chỉ họ yêu cầu là bay lên trên thôi đúng không? Legend xuất hiện ở bên trên là top. Đấy, đúng chưa ạ? Đúng rồi. Câu 1 này. Câu này làm như nào ạ? Tạo vùng dữ liệu. Từ D5 đến 15. Từ D5 đến D15 và từ D18 đến D26 có tên là price đúng không? Vậy từ D5 mình sẽ chọn D5 đến D15 là cái này. Hai cái vùng này rời rạc nhau đúng không? Đấy, dùng D18 đến D16 là cái đoạn ở dưới này. Mình phải giữ control. Cái câu này phải, đây là boolean hai vùng dữ liệu rời rạc thì phải giữ control để cộng hai vùng này vào này. Sau đấy thì định nghĩa một vùng dữ liệu. Và đây vào formula có cái phần define name. Mình đặt tên nó là price, được chưa? Rồi, ok. Đặt tên hai cái vùng này thành một cái tên là price. Câu 2 nào. In cell H5. Cô lăn xuống xem H5. Hèn công thức này. H5 ở số nào nhỉ? À đây có về H5 đã nhá. Đấy, đọc đến ôi trên này đang làm gì đấy? Về vị trí đã. Đấy, cái lỗi vừa xong là nếu mà mình để ở vùng dữ liệu này là mình kích chuột là dễ bị đổi dữ liệu, mình để ý cho các em nhé. Cái này là H5 đúng không? Để H5 cho nó bay đi đâu đã nào? Đây, chỗ này. Bằng đã này, đúng không? Bởi vì là enter formula mà. Bắt mình tránh công thức. Thì bằng này. Chèn một công thức để tham chiếu đến vùng dữ liệu. Prime 10G này. Inter support. Để hiển tổng của nó của ba cái tổng của cái là cái này, tổng của cái 10G router là cái này. Vậy câu này là dùng sum đúng không? Sum là tổng đúng chưa? Sum của ở đây là người ta bắt mình tính tổng của các vùng dữ liệu đã được định nghĩa sẵn. Đây chính là ba cái vùng dữ liệu này. Vậy thì mình sẽ gõ tên là ra thôi. Price 10G là cái này. Phải install 10G là cái này. Trong bài thi 19 nó rất hay bắt mình sử dụng cái vùng dữ liệu nhé. Support là cái này. Đấy, tổng của ba cái này. Được chưa? Câu này là chính là tổng. Rồi. Câu 3 remove all conditional. Đây, câu này là loại bỏ tất cả các định dạng tạo điều kiện. Vâng. Đúng không? Loại bỏ định dạng điều kiện này. Conditional formatting đây và trong thẻ home này. Mình sẽ tìm đến clear rule. Ở đây là entire worksheet đúng không? Có hai cái là selected cell và entire worksheet. Cái này là mình dùng entire worksheet. Trên worksheet luôn. Đó. Câu 4 này. Cùng một lúc xoay cái văn bản port size, band size, price, install và support theo cái hướng angle clockwise đúng chưa? Câu này là thay đổi hướng. Vậy thì mình sẽ phải chọn port size là cái này. Port size, band size, price, install, support. Đây band size thế này đây. Control này là chọn tiếp 4 cái này đúng không? Đây là in the box table là in ở trong cả hai cái bảng. Đấy, mình phải chọn tất cả các trường này ở trong hai cái bảng. Sau đấy thì xoay hướng là đây alignment đây, xoay hướng angle clockwise. Được chưa ạ? Rồi. Ok nhé. Đó. Đổi hướng hai cái tiêu đề của bảng. Câu 5. Câu 5 mình xác định là cái gì? Sắp xếp. Sắp xếp trên cái table Y. Vậy thì tôi phải tìm Y equipment như thế này. Trên cái trên đúng không? Cái bảng trên, bảng dưới là Y list. Bảng trên là Y. Đây, để con trỏ vào đây thôi. Sắp xếp từ A Z. Đây từ short. Ở đây mình thấy là sắp xếp hai cấp, vậy thì phải custom rồi. By short. Equipment này, đúng không? A to Z ok này. Ad level của mình là post size. Post size đâu? Đây. Cũng là A to Z. Ok. Được chưa? Có bị nhanh quá không các thầy cô? Không ạ. Đây cô không theo dõi kịp thì nhắc em cái nhé. Không thì em cứ mải mê độc thoại thì chết. Chiều nay có thầy cô nào lại ăn dằm không? Ăn hết buổi trưa rồi ạ. Hết đã. Rồi ạ. Tiếp này. Category, vậy cứ nhìn thấy về gốc sheet đúng cho em đã nhá. Câu này là remain giữ lại dòng 1 đến 3 đúng không? Đấy, câu này thực ra là đọc như thế này. Đúng chưa? Hàng dọc chưa? Khi mình cuộn dọc thì dòng 1 đến 3 là được giữ lại đúng không? Được hiển thị visible. Nghĩa là câu này bản chất là đóng băng. Đóng băng cái vùng dữ liệu từ dòng 1 đến dòng 3. Vậy thì khi đóng băng thì mình sẽ chọn dòng ở dưới dòng mình cần đóng băng. Nghĩa là mình phải chọn dòng 4 để nó đóng băng từ 1 đến 3. Được chưa? Vào đúng sheet nhá. Sheet kết catalog này. Chọn dòng số 4 này. Dòng 3. Dòng 3. Đóng băng thì trong thẻ view. Đóng băng ăn uống. Em restart lại đã này. Dòng 4 này, đóng băng này. Đấy, cuộn chuột thì 1 đến 3 vẫn được giữ nguyên đúng không? Mình câu 2. Câu 2 thì mình nhìn thấy keyword là document property, thuộc tính của tài liệu. Để cái trạng thái là như kiểu ở trong rác. File info này. Trạng thái status là debug. Ctrl C. Khi mà mình copy ở trên cái geometric này nó có một cái thừa dấu cách thì mình phải bỏ đi giúp em nhé. Show all property lên này. Tìm đến status. Paste nó vào. Đấy, đây nó đang thừa một dấu cách. Mà trên đề bài người ta cái chỗ mà người ta yêu cầu mình làm ấy là nó gạch chân này này. Đây cô nhìn cho em. Gạch chân là từ D cho đến T thôi. Là cái người ta bắt mình điền vào. Nhưng khi mình copy nhỡ may chẳng may đây. Chỗ này là em bị thừa một dấu cách. Thì mình phải xóa nó đi. Nếu mà mình để thừa như thế là mình bị sai. Đấy. Câu này nhá. Đấy, lưu ý. Nếu mà giả sử có những lúc mà cái dấu gạch chân này nó gạch chân nó có dấu chấm chẳng hạn, lúc thì nó không gạch chân qua dấu chấm, lúc thì gạch chân qua dấu chấm, đấy phải để ý. Nếu gạch chân qua dấu chấm nghĩa là đề bắt mình phải viết cả cái dấu chấm đấy thì mình phải điền đúng vào. Mình thiếu một dấu chấm mình cũng sẽ bị chấm sai luôn. Câu 3 này. Câu này là làm gì đây? Cấu hình. Câu này là làm đặt lại cái về cái vùng trang in, cái vùng cần in là từ A1 đến F17. Mình để về Q1 siêu này. Q1 siêu Câu này là read. Luôn luôn là từ cái vùng A1 đến đến F17. Là in gì ạ? Set print area. Hôm qua con đi học mà. Có thấy chưa? Em nhầm. 1 phút nhìn ra ngoài cửa sổ. Tay đẹp. A1 mình phải chọn đã. Chưa chọn vùng dữ liệu thì in kiểu gì, thì xét kiểu gì. Khổ quá. Thôi em đã gõ lên đây cho nhanh. A1 2. F17 mình phải chọn vùng dữ liệu trước đúng không? Sau đấy thì mình mới vào page layout. Sau đó thì mình mới print area. Giải lao được chứ? Làm nốt rồi nghỉ sớm nhá. Giải lao bây giờ làm nốt nghỉ sớm nhá. Được chưa? Cái câu này là phải chọn vùng in, phải chọn vùng này. Sau đấy thì set print area đúng chưa? Câu 3 nhá, câu 4 này. Q1 sale. Trên bước ở ô B19 để tính tất cả các cái doanh số này của total, cái câu này tính tổng ấy. Em về B19 đã này. Ở Q1 sale đúng không? Nhảy về B19 nữa. Ủa. Mình to lên bên. Cô này lúc lại đóng băng nên nó bị bay rồi. Cô kéo thêm dọc trượt xuống. Đây. Để về lại sheet. Có dữ liệu rồi đây anh. Tiếp ô 19 của bây giờ mới là 9. Ừ nhỉ. Đây, một quá. B19 là cái ô này. Đây nhá. Total show này này. Tính tổng của cái cột total à? Đúng rồi, đặt lại về cái total này. Đặt ở F chứ cô. Đặt không. Cái kết quả ở F. Công thức của mình là chèn vào B19 ấy. Nhưng mà mình tính tổng của cái cột F. Đúng không? Ok. Cái này mình đóng băng lên. Nhỏ nên là hơi không. Đây. Lúc đấy mình đóng băng á, đâm ra là nó bị cuộn lại, mình có nhìn đấy, được chưa? Đây này. Bằng sum của cái cột total là cột này, toàn bộ cột này. Câu này chỉ dùng hàm sum thôi. Nó hơi nhỏ mình khó nhìn một chút rồi xong. Câu 5. Câu 5 dài ta. À đây này. Cái câu 5 là câu join này, mình nhìn cái ví dụ này để em cho nó to lên tí nhé. Trong ô B4 ở Q1 sale chèn công thức join đúng không? Nối này, description và style ở trong cái sheet catalog. Dấu phân chia thì có thể là chỗ này nó ra dấu phân chia thì với câu join là dùng hàm nối. In function là hàm con kết. Em hay nói trêu với học sinh là hàm con mèo á là nó nhớ. Con kết thì nó chẳng hiểu cái gì. Kết là mèo ấy ạ. Là nó sẽ nhớ. Đây là cái chỗ ví dụ này. Cross country xong đến gạch ngang. cách này, cách gạch ngang cách, xong đấy là H-tail. Đấy thì là tương ứng cái catalog cross country này là description. Đấy nhá, mình sẽ nhìn lại cái này. Nghĩa là cái câu này có thể là cái phần này sau mình thấy khó dịch chẳng hạn, nó khó hiểu thì hoặc là mình cũng chẳng cần dịch. Mình chỉ cần nhìn cái ví dụ, bao giờ trong bài thi nó cũng sẽ có cái phần ví dụ ở cuối này để mình giúp cho mình hình dung được là cái trường thứ nhất nối với trường thứ hai bằng cái dấu gì. Đấy, mình có thể suy ra từ đấy luôn. Thì đấy là cái câu về concept. Bây giờ mình về Q1 cell này. Mình sẽ chèn công thức ở ô B. B4 là cái ô này. Bằng này. Đúng không? Bằng mình gọi hàm con mèo ra. Và cái để yêu cầu mình nối description và style. Ở bên cái sheet catalog. Mình phải về sheet catalog. Đây này. Cái description của mình là cross country. Đấy chính là cái phần thứ nhất của cái phần ví dụ này. Mình kích vào cross country này. Sau đấy mình nối cross country với style đúng không? Đây, description với style là cái style là hardtail ở bên này. Đấy, đúng như ở trên cái đề cái ví dụ của nó luôn. Đấy là cross country nối với hardtail này. Thì giữa cái này mình sẽ phải có dấu cách. Vậy thì nháy kép cách này. Gạch nối này. Gạch nối này xong lại cách tiếp này. Rồi lại đánh và thứ ba, thành phần thứ ba trong cái hàm này đấy là H-tail đúng không? Đấy, thì trong trường hợp này cái riêng câu lệnh hàm này mình phải làm ở trên formula 3 thì mình không thể làm một cái ô dữ liệu được. Đấy là chính là cái bài đầu tiên mà khi mà các thầy cô giới thiệu lên box và formula 3 đấy. Xinh lắm được. Nếu không nó lại về cái cửa sổ của Q1-tail này thì lại hai luôn. Mà tất cả các cái lệnh trong cái câu này phải đều làm trên cái sheet catalog đúng không ạ? Bởi vì mình đang lấy dữ liệu ở cái sheet đấy mà. Đấy, xong đấy mình kết thúc lệnh luôn ở sheet này thì nó mới đạt kết quả về cái B4 của Q1 cell được. Đấy thì chỗ này học sinh cũng hay nhầm là bách lại cái Q1 cell thì nó luôn tương ứng hai cái giá trị, hai cái cột tương ứng là cột sai ở hai đấy. Cô vào nhà chơi được không? Được. Câu này được. Hàm ở trong phần objective dạ. Là bắt làm trên ô cell B4 nên là mình không cần phải fill. Mà bình thường cái table nó phải fill luôn đấy nhỉ. Lỗi gì? Mark ủa có một sai gì ta? Catalog. Ủa lúc nãy chắc là nhầm sheet đó. Nói lại là đóng băng. Lúc này đóng băng Q1 cell chứ không phải catalog chỗ này này. Nhắm mắt nhắm mũi này. Đấy, nhầm sheet rồi đấy thầy cô. Câu 1 nào, bây giờ cái này là cái gì đây? Q1 cell vậy về đúng này. Add row thêm một hàng để tự động tính tổng. Câu này là total row. Cho dùng cuối. Trong Q1 bật total row thôi đúng không? Câu 2. Câu 2 là trong cái dòng maximum mình phải chèn một công thức ở cột E để trả về giá trị lớn nhất. Maximum đây ạ. Okay. Chèn công thức ở cột E đúng không? Cột E thì mình để đây. Câu này là max à? E3, E3 đến E10. À, mắc xin lỗi, về giá trị lớn nhất của 4 cái, 4 cái ở giữa. Tức là không phải mắc của tất cả một cái đồng đấy. Đúng rồi. Inside là các cái thành phần này. Trên quy một cell sử dụng dữ liệu mà chỉ có của Intride này, của Total để vẽ một cái biểu đồ pie, 2D pie. Đặt nó ở phía dưới của cái bảng dữ liệu. Vậy thì mình sẽ bôi đen hai cái vùng này. Có hai cách, một là mình sẽ bôi đen Intride và Total. Hai là mình bôi đen hết cũng được, sau đấy mình sẽ bỏ gian, bỏ phê và bỏ mát đi. Trong trường hợp mình bôi chính xác thì mình có thể dùng luôn. Còn nếu không ấy thì mình có thể dùng cách này cũng được. Thì kết quả vẫn đúng. Nghĩa là mình sẽ insert một cái... mình có thể dùng cách thứ nhất nhé. Mình thử xem nhé. Bôi quy một cell này, Intride, mình bôi đen phần Intride này. Sau đấy thì Control này, bôi đen Total này. Em không sure cái bảng nó có chính xác hay không. Mình sẽ 2D đúng không? 2D. Sau đấy thì mình sau đấy cái dữ liệu của mình nó bắt mình để dưới này. Cái chat này của mình sẽ đặt ở phía dưới cái bảng. Q2 này, convert vùng dữ liệu A2 đến A10 thành một cái bảng. Câu này là với cái style là rectangle style đúng không? Bây giờ mình sẽ phải tìm cái A2 đến E10 đúng không ạ? A2 2 chấm E10. Ok này. Format as table. Line 4, line 14 luôn. Line đây này 14. Red table line 14 là cái này. Bao gồm cả cái header đúng không ạ? Ok. Câu này là chuyển đổi vùng dữ liệu thành một bảng. Câu 5. Sử dụng 3 chart trong quy một cell. Áp dụng cái layout là 3 chart đây, cái 3 chart đây đúng không? Layout 2. Layout 2. Chưa? Rồi. 5 câu cuối. À đây, câu này là cái câu sáng nay mình làm đây. Đây cô còn nhớ không? Employee balances. Chèn một cái tham chiếu hỗn hợp đây này. Trong ô F4. Công thức. Còn nhớ không? Để tính cái giá trị ở ô cho cái commission này. Cho cái tính tiền hoa hồng không? Dựa vào cái doanh số bán hàng của từng nhân viên. Đấy, chỗ này là doanh số bán được từng này, anh bán được bao nhiêu thì anh sẽ được 14% của cái số tiền mà anh bán được, đúng chưa? Đấy, và yêu cầu là sử dụng địa chỉ hỗn hợp thì chỗ này của mình là sáng nay mình đô la 15 nhỉ? Cố định hàng 15 mà. Câu tiếp theo nào. Task 2 on the employee bonuses. Sử dụng autofill để copy công thức ở ô G4. Câu này dễ. G4 chỉ cần fill xuống thôi, đúng chưa? Đấy, có những câu thì rất là dễ nhỉ. Có những câu cũng xoắn não phết. Pass sang pass nhá, pass worksheet này. Loại bỏ dòng mà chứa cái người bán hàng có tên là Allen. Câu này là xóa dòng. Delete, xóa toàn bộ dòng. Câu 4 này, pass worksheet change the table style. Câu này là đổi style cho bảng. Câu này thì dễ rồi. Đổi style cho bảng. Vào đây để con trò vào bảng thánh cảnh white table medium one table style đây ạ. Medium đây. Medium 1. 1 luôn ạ. Là cái này luôn. Đúng ạ. Thì sao? Tiếp. Pass worksheet, trên cái pass worksheet vẫn là cái này. Chèn line pass. Chèn một cái biểu đồ Sparkline đúng không? Ở ô F4. Ở đây chính là F4 là cái này. Đây là line Sparkline này. Insert. Line Sparkline là cái này. Biểu đồ xu hướng bán hàng của từ tháng 1 đến tháng 3. Đây, anh này anh Sandra, anh ý xem là anh ấy bán từ tháng 1 đến tháng 3, vẽ một cái biểu đồ để biểu diễn cái doanh số của anh ấy. Ok, F4 location được chưa nhỉ? Gần chưa? Cái này không bắt fill thì thôi. Đúng không? Cái này chỉ bắt là insert vào ô F4 thôi, mình không cần fill, được không ạ? Ok. Ô xong rồi, nhanh nhỉ. Đó, đấy là hết 35 câu. Được chưa các thầy cô? Cũng không quá khó đúng không? Phải tự làm cô ạ. Vâng, thế các thầy cô mình về mình làm lại cho em các cái bài trên Gmatrix nhé. Cùng với cái bài tập ở trong Objective. Đấy là phần Excel của mình. Thực ra nói thật là phần Excel này em thi lần nào em cũng được 1.000 điểm. Nhưng mà Word thì có lúc được 1.000, có lúc không. Word nhiều khi nó cứ bị sai một câu, hai câu ở cái chỗ nào mà mình cũng không rõ lắm đâu. Và rõ ràng mình làm mình chả thấy câu nào khó cả. Do cái vị trí mình có thể mình nhầm, mình bị sai cái gì đấy cho một cái vị trí đấy mình không để ý. Đấy, còn Excel thì mình cứ làm chuẩn xác từng cái vị trí một, nó có từng ô rồi thì làm là nó không bị sai. Không có đâu, dễ mà. Còn Excel thì ở cái trình độ này thì dễ. Nói thật là như thế. Nhưng mà đến cái trình độ cao hơn ấy, cái bài thi expert ấy thì Excel lại là khó nhất. Cái hàm của nó sẽ sử dụng nhiều những hàm khó hơn. Còn nói thật là ở cái trình độ specialist thì như các thầy cô vừa thấy đấy, mình tìm hiểu trong cái objective ấy, hàm của nó chả có gì, toàn những hàm đơn giản, không có khó khăn gì cả. Chỉ là mình phải quan trọng ở cái bài thi Excel là mình phải làm đúng vị trí, đúng sheet, đúng ô. Đấy. Còn chủ yếu các thầy cô để ý trên hai cái bài luyện này của mình là dùng hàm ít đúng không? Rất là ít, chủ yếu toàn thấy về định dạng là nhiều. Đấy, định dạng trang tính là chủ yếu, hỏi về định dạng là chủ yếu. khó nhất ở Excel là hàm, thì ở trong này cái trình độ ở cái trình độ này không có. Không hỏi sâu. Còn expert thì khó lắm. Expert thì nhiều hàm về tài chính này kia phải hiểu sâu mới làm được. Rồi là dùng query, table, query table, nhiều thứ nữa. Rồi nếu mà dùng đến conditional formatting thì mình phải xây dựng hàm, chứ không đơn giản là mình áp dụng có sẵn những cái hàm có sẵn ở đây. Mình phải tự xây dựng một cái luật theo cái yêu cầu của đề bài. Đấy, nó sẽ có rất là nhiều. Nên là mình phải tư duy cao hơn. Rồi, phần này có thầy cô nào mình hỏi gì không ạ? Ngày mai sang phần PowerPoint rất là nhiều. Không có ạ. Vâng. Cô cho hỏi là mai làm cái bài test vào khoảng thời gian nào cô? Mai thì chắc là mình xong buổi chiều ạ, buổi chiều. Xong cái phần lý thuyết thì các thầy cô mình sẽ làm. Test thì mình sẽ chọn một bài trên Geometric. Sau đấy thì mình sẽ làm xong và mình nộp lại cái ảnh kết quả cho bạn quản lý. Thì chiều mai mình làm nhé. Thế là làm có một bài rồi cô, tưởng là làm cả 35 câu chứ. 35 câu đã, hoàn chỉnh một cái bài test của một module nào đấy luôn. Thầy yên tâm được trải nghiệm. Làm trên Magic thôi, các thầy cô tự làm trên Magic ạ. Rồi, hôm nay không có vấn đề gì cần hỏi nữa thì hôm nay mình sẽ dừng ở đây nhé các thầy cô. Dạ vâng ạ. Vâng ạ. Tối thì chỗ nào không biết thì hỏi lại. Chào cô. Vâng, các thầy cô cứ ôn đi, có gì thì mình sẽ chia sẻ. Dạ vâng. Vâng. Em chào các thầy. Chiều mai làm phần PowerPoint hả cô? Vâng ạ, mai mình sang PowerPoint nhé. Vâng, em chào các thầy cô nha. Chào cô ạ. Chào cô nhá.